Rồi, ok. Mình đang test cái khả năng chống rung quay của hai con V35 và con Note 10 cộng. Đây, mình đang đi bộ. Mình đang đi bộ nhé. Rồi, chạy thử xem thế nào nào. Rồi. Con V35 nó rung mà nó bị nhòe hình luôn, sợ thật. Mày đang đi bộ nhiều khi nó lấy led cũng không được. Cần khẽ rung là nó không lấy led được luôn. Chứng tỏ cái con Note 10 nó hay hơn. Mình sẽ quay cái này. Mình sẽ quay cái vườn rau này. Đây. Mình sẽ thử chạy nhé. Ấy, mình chạy đấy, các bạn thấy nghe tiếng chân. Quay mấy cái bông hoa này xem thế nào. Đó, các bác có thể thấy cái màu của nó. Đây, các bác này, con V35 thì thỉnh thoảng bị rung phát mà nó bị nhòe hình luôn. Đấy. Xe này, cái xe màu vàng ở trên, màu vàng ở trên LG nó thật với cái màu ở thực tế hơn. Bác có thể thấy cái con chó đang đi đằng trước kìa. Thôi, chạy người ta lại. Đó. Mình sẽ đi lại một lần nữa. Đấy, các bác có thể màu nó khác biệt. Đó, thấy các bác đi xe đứng lại một tí này. À, mình đang bị mọi người nhìn như một thằng điên. Thôi kệ đi, quay tiếp. Mình sẽ đi xa một tí. À, mình nghĩ về cái, tại vì trước đây cũng 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 quay phim bằng cái con Note 10 này ở cái clip trước ấy, thì thấy cái khả năng thu âm của nó cũng khá là tốt. Cho nên cái việc mà so sánh thu âm mình không cần thiết, tại vì cái con Note 10 này nó thu âm của nó cũng khá là tốt rồi, không thua kém gì LG nhà mình đâu. Đây, đây là cái vườn hành. Chạy tiếp. Đây có một ít hoa một màu vàng này. Ở đây sang bên này. Đã có thể thấy được. Nó như nào. Đó. Cái video này mình đang quay ở chế độ là Full HD và 60 fps nhé. Có nghĩa là các thông số nó là như nhau cả. Đấy. Đây một hoa nữa này. Rồi, ok. Thôi mình đi về đây, xe mình để bãi kia. Mình sẽ chạy về một lần nữa. Đó, con LG nhiều khi bị ao nét luôn. Mờ hình, nhòe hình luôn. Ôi, mình sẽ chạy một phát nữa.
đấy, khi mà chạy thì thấy được là con heo gì nó bị rung, nó bị nhòe hình luôn. Chứ còn cái khả năng trúng rung của con heo gì không 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 phải kém gì đâu, nhưng mà mình nghĩ là cái do cái khả năng lấy nét của nó, con Samsung nó lấy nét tốt hơn rất là nhiều. Đây mới chỉ là con V35 thôi nhá, còn V50 ấy, nó sẽ khác đấy, tại vì mình không có con V50 ở đây, mình chỉ có con V35 thôi. Ồ, không đứa nào lấy nét được cái bông hoa này không ạ? Tài thật, kệ nó đi. Này thì con nó 10 lấy được. Con B35 vẫn chưa lấy nét. À rồi, giờ mới lấy nét. Rồi, ok, đi tiếp. Thôi được rồi, mình đến đây thôi. Rồi, đây là cái cam trước của hai con. Đây, trên cao thì cái con nóp 10 ấy, mình thấy cam trước nó còn có trúng rung đấy. Thì đây, chiếc ảnh nó vẫn cho màu ám vàng hơn. Mình chả biết thế nào nhưng mình thấy thích cái trên LG hơn ý. LG này chỉ có 8 cam, cam là 8 chấm thôi. Và con nóp 10 nó là 10 chấm và có cả chống rung nữa. Mình thì chạy nhá. Rồi, chạy đây, đang chạy đây. Đấy đúng là con nót 10 nó có chống rung đấy, nhưng mà mình thấy nó cũng ấy thôi, nó cũng không không chống rung được mấy đâu. Ở bên trên cặp trước nhá. Đây, mình đi lại. Mình vừa đi làm về. Mình thấy nó có con lớp 10 có chống rung cam trước ấy, nhưng mà mình cảm giác nó còn có khi còn giật hơn ấy, có khi còn giật hơn là cái con LG V35 này. LG V35 này nó có nâng cấp hơn 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 thời V30 là 8 chấm cam trước. Rồi, chạy lại phát nữa về đến xe hoặc là đi về. Đấy, đang chạy đây. Đồng đưa thì rồi. Ok, đây là các bác hiểu rồi.